đến với kênh tin tức của Sao. Và sau đây là bản tin Quý cô Candy Mộc Trà diện đồ đôi cùng mẹ đi khắp thế gian. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây trên trang cá nhân, Ellie Trần đã đăng tải những hình ảnh mới nhất của cô cùng con gái Candy Mộc Trà trong chuyến đi chơi của hai mẹ con. Theo lời Ellie chia sẻ, người đẹp cho biết thời gian này cô đang tranh thủ sự rảnh rỗi của mình để dành cho gia đình nhỏ trước khi bước vào guồng quay công việc bận rộn sắp tới. Trong thời gian tới, Ellie Trần sẽ tất bật tại trường quay để ghi hình cho bộ phim mới có sự tham gia diễn xuất của cô. Với tiêu đề bộ ảnh là cho những ngày chúng ta còn trẻ, cùng nhau đi khắp thế gian, những bức ảnh đã ghi lại khoảnh khắc rất ngọt ngào và đáng yêu của bà mẹ trẻ cùng cô con gái xinh như thiên thần. Hai mẹ con hot girl diện áo sơ mi đồng điệu cùng quần skinny jean và giày slip-on năng động cá tính để dạo chơi. Candy Mộc Trà tinh nghịch nô đùa bên mẹ Ellie dưới ánh nắng và không quên làm điệu trước ống kính. Những bức ảnh ngay lập tức nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận của cộng đồng mạng. Người hâm mộ dành cho cặp đôi không ít những lời khen ngợi xuýt xoa. Nhiều phụ nữ có con gái cũng đang học tập theo phong cách của mẹ con Ellie Trần, lấy đó làm động lực để tận hưởng cuộc sống của những người có gia đình con cái. Trở lại showbiz Việt, sau khi sinh hai nhóc tì dễ thương, Ellie Trần càng trở nên quyến rũ với thân hình không khuyết điểm và vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ đã làm mẹ. Người đẹp còn là thần tượng của rất nhiều người hâm mộ khi sở hữu những thiên thần đáng yêu lại luôn đồng điệu trong phong cách thời trang cùng mẹ. Khoảnh khắc yêu không tả nổi của quý cô Candy Mộc Trà. Ngay từ nhỏ, cô công chúa nhỏ nhà Ellie Trần đã được mẹ chăm chút từng ly từng tí, đặc biệt là những trang phục rất sành điệu và có sự kết hợp cùng phong cách với mẹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.